Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã bước lên chuyến tàu lượn đầy cảm xúc trước Nhật Bản trong ngày ra quân Asian Cup 2023. Đó là trận đấu đáng khen trên mọi phương diện của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzi. Từ việc bất ngờ dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1, tự tin cầm bóng triển khai thế trận, đến sự tiến bộ ở những khâu như kiểm soát bóng. Đỡ bước 1 rất mượt mà chính đối thủ phải thừa nhận. Tuy nhiên cũng rất nhanh, chiến lược gia người Pháp đã kéo học trò trở lại cảm xúc cân bằng. Bởi khi những lời khen ngợi qua đi, đội tuyển Việt Nam đối mặt với thực tế. Toàn đội vẫn chưa có điểm số nào. Để giành vé đi tiếp, thầy trò ông Chuzi phải quật ngã Indonesia bằng mọi giá. Nếu nhìn trên khía cạnh trận ra quân, rõ ràng đội tuyển Việt Nam có cơ sở tự tin. Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội thua 2-4 trước ứng viên số 1 Nhật Bản. Trong trận đấu Việt Nam đã thể hiện sự kháng cự, thậm chí ghi bàn dẫn trước. Còn Indonesia thua 1-3 trước Iraq, với dấu ấn duy nhất chỉ dừng ở bàn gỡ hòa, cùng thế trận cầm cự trong hiệp 1. Dù vậy, nên nhớ đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều đặt mục tiêu 3 điểm ở trận hai đội đối đầu trực diện. Tinh hoa và quyết tâm, mọi bài vở sẽ đều được huấn luyện viên Chuzi và đồng nghiệp Shin Tae-yong dồn cho trận đấu này. Mà trong một trận cụ thể, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đá một trận hay trước đương kim Á quân Asian Cup là điều đáng khen. Nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu đội tuyển Việt Nam không thắng Indonesia trong cuộc so tài ngày 19 tháng 1 tới đây. Đội tuyển Việt Nam đã gấp rút trở lại tập luyện, trong đó có buổi tập trưa 15 tháng 1, chỉ nửa ngày sau trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Chuzi yêu cầu học trò tập luyện với cường độ cao, đặc biệt với nhóm cầu thủ dự bị và chưa thi đấu, để duy trì thể lực và sự tập trung. Trận gặp Indonesia sẽ là một thử thách tâm lý kiểu khác. Nếu ở trận gặp Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam có thể thua với tỷ số chấp nhận được, thì ở cuộc so tài với Indonesia, thầy trò ông Chuzi buộc phải thắng. Quật ngã đối thủ rất hiểu mình ở sân chơi mà chính đối thủ cũng chẳng còn đường lùi như Indonesia, không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên trước đó đội tuyển Indonesia đã thua 4 trận liên tiếp, lần lượt trước Libya, Iran và Iraq. Kết quả nghèo nàn khiến thầy trò ông Shin Tae-yong bị chỉ trích dữ dội. Nếu tiếp tục thua Việt Nam thì đồng nghĩa hết cơ hội đi tiếp và có thể sẽ rơi vào khủng hoảng, kéo theo đổ vỡ ở cả vòng loại World Cup 2026, nơi đội bóng xứ vạn đảo vốn cũng đang rơi vào thế bất lợi. Gặp đối thủ đang có cái đầu nóng, đội tuyển Việt Nam càng phải lạnh lùng, lý trí và giữ được sự tập trung, tránh bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Huấn luyện viên Chuzi nhiều khả năng sẽ xoay bài ở trận này. Thay vì đá phòng ngự phản công với khối đội hình gây sức ép ở tuyến giữa như trận gặp Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam có thể đẩy cao để pressing ngay trên phần sân Indonesia. Sự ưu tiên có thể dồn nhiều cho mặt trận tấn công ở cuộc so tài này, bởi đội tuyển Việt Nam cần ghi bàn, nhất là bàn mở tỷ số để cầm trịch trận đấu, đẩy Indonesia vào cái bẫy tâm lý phải dồn lên. Những mũi công lắt léo như Văn Toàn, Đình Bắc hứa hẹn có đất dụng võ, đặc biệt khi hàng thủ Indonesia đang chơi kém, bởi trước đó họ đã để thủng lưới 14 bàn trong 4 trận gần đây nhất, với rất nhiều sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, thực lực của hai đội Việt Nam và Indonesia tương đương nhau. Bản thân hai đội cũng sẽ đặt mục tiêu trực tiếp đánh bại nhau, nên có thể đôi bên sẽ không giấu bài hay dưỡng sức cho trận đấu chạm trán sắp tới, diễn ra vào lúc 21:30 ngày 19 tháng 1. Đôi bên quá hiểu nhau, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, nên khi Indonesia và đội tuyển Việt Nam trực tiếp đụng độ, trận đấu sẽ gây cấn hơn, khó đoán hơn. Ngoài ra, trên sân thực tế, có thể Indonesia không gây nhiều khó khăn cho Iraq. Họ không có nhiều pha tấn công sắc nét về phía khung thành đội Iraq, nhưng đấy là do chênh lệch trình độ giữa Indonesia và Iraq là khá lớn. Ngược lại, chênh lệch trình độ giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam lại không lớn như vậy. Nên những gì chúng ta đã thấy về hàng tấn công của Indonesia ở trận đấu với Iraq có thể không còn nhiều giá trị khi áp vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thế nên cách tốt nhất là đội bóng của huấn luyện viên Chuzi cứ phải chơi thận trọng, cứ phải thật chặt chẽ trong khâu phòng ngự để giữ an toàn cho đội nhà. Những điểm mạnh nhất của Indonesia mà chúng ta biết đến trong thời gian qua đó là khả năng tấn công biên, khả năng chơi bóng bổng trong dàn cầu thủ cao lớn được nhập tịch từ châu Âu. Về mặt chống bóng bổng, đội tuyển Việt Nam đã làm tốt ở trận đấu gặp Nhật Bản với cặp trung vệ là Thanh Bình, Việt Anh cùng thủ thành Nguyễn Philip giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà. Cũng để chống những pha bóng bổng của Indonesia, các hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam cần giữ cự ly thật tốt, không chỉ với các đồng đội mà còn với các đối thủ. Việc giữ cự ly tốt sẽ giúp các hậu vệ biên kịp thời áp sát, khiến đối thủ giảm tính chính xác ở các tình huống tạt bóng từ hai biên. Đây là nhiệm vụ của các hậu vệ trái Võ Minh Trọng,
trong trường hợp đội tuyển Việt Nam đá với 5 hậu vệ, hoặc Phan Tuấn Tài nếu huấn luyện viên Chu Dê muốn thi đấu với 4 hậu vệ và hậu vệ phải Phạm Xuân Mạnh hay Hồ Tấn Tài. Một điểm mạnh nữa của Indonesia đó là những tình huống sút xa. Đây là thói quen chung của bóng đá xứ vạn đảo từ trước đến giờ. Họ không ngần ngại dứt điểm từ xa khi có dịp. Trước điểm mạnh này của đối thủ, các tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam phải mạnh mẽ hơn. Ở trận đấu với Nhật Bản cách đây ít ngày, các tiền vệ Hùng Dũng và Thái Sơn đã làm tốt khâu phòng ngự từ xa. Tới đây trước Indonesia, họ cần phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Tích cực đeo bám đối thủ, thậm chí sẵn sàng đua sức với các tiền vệ tấn công và tiền đạo của Indonesia khi cần. Hạn chế các điểm mạnh của Indonesia, cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ nhiều duyên nợ sẽ lớn hơn. Trước trận đấu có tính chất quan trọng, Chủ tịch PSSI Erik Thohir cho biết, đội tuyển Indonesia phải luôn đặt tâm thế sẵn sàng đấu với Việt Nam. Quan chức này đánh giá, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philip Chu Dê có đủ khả năng và sẽ gây rắc rối cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ông đánh giá, tôi nghĩ Việt Nam là một đối thủ khó khăn khi dù có 7 cầu thủ dính chấn thương, nhưng họ vẫn có thời điểm dẫn trước Nhật Bản 2-1. Sau đó các cầu thủ Nhật Bản thể hiện đẳng cấp của mình và thắng 4-2. Đừng bao giờ đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam, bởi một trong những điểm mạnh của họ khi thi đấu là tinh thần yêu nước rất cao. Với một giải đấu ngắn ngày như Asian Cup, không trận đấu nào là dễ dàng. Không có luận cứ nào cho thấy việc thua với một tỷ số chấp nhận được trước Nhật Bản liệu dễ hay khó hơn so với thắng Indonesia. Mỗi trận đấu ẩn chứa một nhiệm vụ, một thử thách khác nhau. Mọi trận đấu đều lắm chông gai, đòi hỏi sức bền, bản lĩnh, khả năng chịu đựng áp lực và đấu pháp sắc sảo như nhau. Thử thách sẽ còn đến từ đối thủ. Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Nhật Bản có thể toan tính không bung sức ngay trận ra quân, mà vừa đá vừa tính toán, thích ứng dần dần, chỉ thắng với nguồn năng lượng vừa đủ. Đó là phong thái thường thấy của những đội tuyển đua tranh đường dài, luôn đặt toàn cục lên đầu. Còn với những đội như Việt Nam hay Indonesia, mỗi cuộc so tài là một trận chung kết. Cả hai đều hiểu rằng cuộc so tài với đối thủ ở lượt trận thứ hai chính là cơ hội tốt nhất để giành 3 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam sẽ dồn mọi tinh hoa chiến thuật, con người cho trận đấu này, và Indonesia cũng vậy. Dù thua Iraq 1-3, nhưng rõ ràng Indonesia không phải là một đội bóng yếu. Các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã cầm cự trong gần hết thời gian của hiệp 1, thủng lưới từ một pha bóng nhạy cảm, có 8 cơ hội ăn bàn và thi đấu rất nỗ lực. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã giữ lời hứa khi Indonesia thực sự khiến Iraq vất vả, thay vì dễ dàng đầu hàng như thất bại 1-5 ở vòng loại World Cup 2026. Tinh thần chiến đấu của Indonesia là lời cảnh báo với đội tuyển Việt Nam. Phải thi đấu rất tập trung và quyết tâm, học trò ông Chu Dê mới có thể nghĩ đến 3 điểm. Đội tuyển Việt Nam có điểm tựa lịch sử với 7 năm không thua Indonesia trên mọi đấu trường. Dù vậy, nhân sự trong tay ông Chu Dê đã rất khác trước đây. Sự khác biệt này dẫn đến kết quả tốt hơn hay kém đi là điều không dễ trả lời. Bởi với các cầu thủ trẻ, việc chơi rất hay ở trận khó khi có tâm lý thoải mái, rồi lập tức chơi tệ khi tâm lý đè nặng là điều chẳng hiếm. Với độ tuổi trung bình trẻ thứ tư giải đấu, đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc với đầy đủ diễn biến khó lường. Đó là mặt trái của tuổi trẻ. Khi mà đặt niềm tin vào thế hệ mới, huấn luyện viên Chu Dê phải đối diện rủi ro. Hành trang của huấn luyện viên Chu Dê sẽ là đấu pháp cùng những miếng đánh tủ dành riêng cho đội tuyển Indonesia. Đó là những miếng đánh tấn công bóng sống, vốn không có đất diễn trước một Nhật Bản quá mạnh, nhưng sẽ có điều kiện phô diễn trước hàng thủ lỏng lẻo của Indonesia. Hay những pha đánh biên, đập nhả trung lộ vẫn đang được giấu kỹ. Nhưng trên hết, đội tuyển Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất và chơi quyết tâm như thể chưa từng có những lời ngợi khen. Áp lực là rất lớn, nhưng nếu đương đầu và vượt qua, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ bước thêm một nấc thang trưởng thành. Ngay từ trước khi bước vào Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho trận gặp Indonesia. Bởi thầy trò ông Chu Dê hiểu rằng, cuộc so tài này có thể sẽ định đoạt số phận của đội ở sân chơi châu Á. Rất nhiều mảng miếng bất ngờ đang được phù thủy trắng ấp ủ để bung ra trong trận đấu sinh tử này. Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam là 5 trận bất bại gần nhất với 3 thắng, 2 hòa trước Indonesia trên mọi đấu trường.
Hầu hết học trò của ông Chu Dê đều không ngán ngại lối chơi của đội bóng xứ Vạn Đảo. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày 19 tháng 1 tới đây. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.